Đầu tiên thì không tin. Dạ vâng ạ. Nhưng về sau thấy bộ thôi thì cũng thử uống. Dạ. Vậy thì uống hộp thứ nhất thì là nó chuyển vận chuyển trong người cũng dạ, hơi khó chịu. Dạ vâng ạ. Đến hộp thứ hai thì nó cũng cứ vật lộn với lại ở trong người. Tức là đào thải đấy, đào thải đấy. À, vẫn đấy, khó chịu. Đào thải nó khó chịu đấy, đúng rồi. Thứ ba là nó đào thải rất nhiều. Đấy. Các chất ví dụ như đái nhiều. Vâng. Trong nước đái nó có chất nhầy. Dạ vâng. Đấy. Vậy thế là đến hộp thứ ba. Vâng. Vậy đến hộp thứ tư là nó cứ khỏe dần lên. Khỏe dần lên. Thế là trước kia là bác bị bệnh gì ạ? Bệnh tiểu đường. Tiểu đường với cái gì nữa ạ? Bác bệnh tim cái gì tim mạch. Thận. Tim mạch. Tim mạch. Thận. Thận. Bệnh gan. Gan. Đấy, bằng cái bệnh ấy. Đấy, tuyệt. Mà bây giờ bác sử dụng đến nay là được sản phẩm là được bao nhiêu lon rồi bác? À, bệnh ho nữa. Cả ho nữa. Bây giờ còn ho không bác? Không. Ôi, quá tuyệt vời luôn. Không. Dạ vâng. Đi chụp phổi rồi, không có gì, sạch rồi. À. Đấy, hôm qua tuyệt vời. Hôm qua đi siêu âm tiểu đường, có đi lấy thử máu tiểu đường có 7 phẩy. Tức là ngày xưa là bao nhiêu phẩy bác? 15, 20, có hôm 30, có hôm 45 là nó đuổi phải đi ngay, không có chết. Quá nguy hiểm nhờ. Mà đến bây giờ còn có 7 phẩy. Bây giờ có 7 phẩy. Mà bây giờ bác không cần phải tiêm insulin nữa. Không, không bác sĩ cắt rồi. Wow, tuyệt vời quá ông bà nhá. Anh cho đi. Đấy. Đấy. Là bác cơ sĩ bốn từ nay lấy thuốc ở dưới này thì không phải lên viện tỉnh không nữa. Không phải lên tỉnh à, nữa. À thế ạ. Thế, quá tuyệt vời vâng. Đấy. Hôm qua là vào xin bác sĩ cho tôi cái thẻ thì lên tỉnh. À thế ạ. Nhưng mà bác sĩ không phải đi nữa. Thế. Bây giờ con nhìn thấy nước da bác là khỏe mạnh đấy. Vâng. Nước da rất là khỏe mạnh. Hiện nay là tay chân cơ thể thì hôm cách đây độ tháng kéo gần về đây thì nó tê vì nhưng mà bây giờ cũng hơi đỡ rồi. Đấy, nó đang đi vào ổn định dần. Vâng, vậy thế. Sáng nay tôi tập, tôi bỏ gậy, tôi tức mình ngã thì ngã rồi vất gậy. Wow. Tôi đi từ đây ra đến khóm hoa, tôi đứng tôi xem lúc tôi lại đi vào. Không cần gậy. Không. Wow. Đi lại quá tuyệt vời. Đi lại lại 3 lần. Vậy thế. Xong là đến cái ghế kia ngồi. À. Vậy. Thế đấy đi được rồi. Chúa ban cho đấy bác ạ. À. Đấy, Chúa ban cho bác gặp được sản phẩm này tốt. Vậy đi được. Chứ wow. Không nó không có gậy không đi được. Thế cọc vậy. Đấy, quá tuyệt vời bác nhờ. Đấy, đấy. Bác thấy thế sản phẩm tuyệt vời không ạ? Bây giờ nó chỉ còn có cái này nếu mà chữa được là cái tốt nhất. Bây giờ chỉ còn có mắt nó cứ chảy nước ra. À thế ạ. Mờ. Thế ạ. Bác phải uống lâu dài và vì cái sản phẩm này là nó hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chứ nó cũng không phải là thuốc chữa bệnh. Mà chúng ta mà gọi thuốc chữa bệnh là chúng ta sai. Nhưng mà cái này là bởi vì cái hàm lượng kháng thể nó rất là cao. Kháng thể nó tiêu diệt được vi nấm virus và chống được viêm. Canxi thì nó đưa vào cơ thể thì là có nghĩa là người nào đau nhức xương khớp.